xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube lý việt cam của mình hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn một số tin tức về bitcoin và tiền ma hóa các bạn bởi vì sao mặc dù là không có nói về bi tuy nhiên những cái tiền ma hóa này mà phát triển các bạn thì bi nó sẽ dễ dàng phát triển trong tương lai các bạn cho nên là những thông tin này cực kỳ hữu ích nha và rất là quan trọng cho các bạn nha đó là thông tin là về nga là nước nga các bạn sẽ công nhận bitcoin và tiền mã hóa là tiền tệ. Nếu mà các bạn có thôi theo dõi thông tin, các bạn biết là cách đây vài tuần thì nga đã cấm uh, tiền ảo bitcoin các bạn. Uh, tuy nhiên thì uh, um, hôm nay lại lại chấp nhận chấp nhận nha. thì chúng ta hãy xem bài báo này để rõ thông tin hơn. Theo tờ báo Kommersant của nga đưa tin vào sáng nay, chính phủ và ngân hàng trung ương nga đã đạt được thỏa thuận mới về cách thức quản lý tiền mã hóa. <laughs> một dự thảo luật đang được chuẩn bị và dự kiến sẽ công bố vào ngày 28 tháng 2. Theo đó định nghĩa tiền mã hóa là tương tự một loại tiền tệ thay vì là tài sản kỹ thuật số. Khủng khiếp cho các bạn. Nó công nhận bây giờ là tiền tệ luôn ấy, chứ không phải là tiền kỹ thuật số đâu. Tờ báo cho biết thêm rằng quy định mới sẽ cho phép sử dụng tiền mã hóa trong khuôn khổ pháp lý với đầy đủ thông tin nhận dạng của người dùng và phải thông qua hệ thống ngân hàng hoặc các bên trung gian được cấp phép. Tin tức này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ngân hàng Trung ương Nga đưa ra lệnh cấm toàn diện đối với tiền mã hóa, cho rằng bản chất đầu cơ của loại tài sản này gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định và tài chính của người dân. Ngân hàng Trung ương cũng kêu gọi các tổ chức tài chính nên ngừng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Putin lại tỏ ý ủng hộ ngành khai thác tiền mã hóa. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ nên xem xét lại các quy định để quản lý tiền mã hóa thay vì cấm hoàn toàn. Tờ Commerce cho biết thêm rằng các giao dịch tiền mã hóa trên 600.000 rúp khoảng 8.000 USD sẽ phải khai khai báo. Nếu không sẽ bị cấu thành tội hình sự. Đây là thông tin tích cực đối với thị trường tiền mã hóa và khiến giá Bitcoin tăng mạnh sau chuỗi ngày lao dốc. Đó, khủng khiếp cho các bạn. ha. Yeah. À, hy vọng là thông tin này nó dù nó đơn giản nhưng mà nó sẽ rất hữu ích nha. Các bạn sẽ biết tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số bây giờ được coi như là tiền tệ thì các bạn biết rồi. Mà nước Nga là cái nước lớn như thế nào. À, thì mình hy vọng là À, bi của chúng ta sau khi mà menet và nó giống như tiền tệ thế này thì nó sẽ rất là cao về giá trị cho các bạn nha nên khuyên các bạn là với thông tin này hãy tích cực đầu bi đi à, bi sẽ rất là giá trị đối với các bạn đó và sẽ làm cho các bạn trở nên giàu có đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào hãy tích đi xét liên tục đi mình thấy các bạn đăng ký nhưng vài ngày là các bạn không đào nữa không biết tại sao tuy nhiên đây là một cơ hội rất lớn cho các bạn mà các bạn bỏ qua thì khó kiếm được cơ hội khác lắm. Nếu mà không có biết cơ hội á thì sau này á đi làm thuê là mướn cho những người có đấy. Còn bạn nào nó bánh vẽ kể nó nó nói thì nó nó nói mà nó miệng nó nói mà tay nó làm các bạn. Tay nó vẫn bấm đi Tay nó bấm mất tiếng xét á, đều hơn các bạn đó. Nha. Nên là đừng có lừa, đừng có bị lừa những thằng anti đó. Rồi, hy vọng thông tin này rất tích cực cho các bạn nha. Rồi nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận cái video để mình giải đáp các bạn nha Và nhớ cho mình một like trên video để mình sẽ tích cực các thông tin cho các bạn nha Cung cấp thông tin cho các bạn Và nếu bạn nào chưa đăng ký bi hãy vào mô tả video đăng ký đi các bạn Mã giới thiệu của mình vẫn là bi kết số nha Rồi chúc các bạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại